Nhưng con này hơi bị xấu mất rồi. Hôm nay chị làm không được đẹp lắm. Đó, xanh là cây. À, và siêu nhân của chúng ta bắt đầu có kinh nghiệm rồi các em ơi. Ý. Xanh ra trời. Bắt đầu bây giờ mới kết hợp mà. Từ đầu không kết hợp đi. Nhìn chị lên nè. Các em ơi, các em nhìn chú kiến của chị xinh à. Ý, rất là nhiều màu sắc nhá. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn cùng tôi tranh cát với mình nhá. Các em ơi, chị các bạn Susie sẽ cùng nhau làm tranh cát đấy. Nhưng điều đặc biệt là tranh cát bình thường Arito mình sẽ có 12 màu đúng không? Có rất là nhiều màu. Nhưng hôm nay bọn chị chỉ tô trong 6 màu này thôi các em ạ. Su ơi, có những màu gì đấy? Su giới thiệu cho các bạn đi. Yeah, các bạn thấy chưa? Đây này là đáng yêu, thật yêu luôn. Đấy, bạn đang nhìn thấy cát là bạn mê mẩn đến rồi đấy các em. Đây là pink. Còn đây là green. Green. Cảm thấy không? Pink thì cát lắm ấy. Bạn Hảo thì cũng thích hình cát thì phải ấy. Blue. Yeah. Còn đấy? Black. Nhưng mà black lại rất là đặc biệt. Bởi vì nó chỉ có một tí màu, một chút màu thôi. Đúng rồi, màu này mình chỉ cho vào mắt thôi. Bởi vì hôm nay mình giới hạn mình chỉ làm trong đây màu thôi. Nếu như mà mình có một bức tranh đẹp kém là điều khó, đúng không? Đúng. Đúng rồi, bây giờ chị và bạn Dương sẽ cùng nhau làm mỗi bạn bắt một bức tranh át nhé. Xem ai sẽ là người đẹp hơn. Bây giờ chị em mình cùng nhau bắt đầu nhé. À, Su ơi, Su giới thiệu của Su là hình gì đi? Của mình là một chiếc máy bay. Một chiếc máy bay rất là đẹp. Su chưa kịp để cho các bạn nhìn gì cả. Còn của chị là một chú kiến đang đi tha mồi ăn về các em này. Xinh không? Chị thích kiến cơ. Bạn Su đã chọn một chiếc máy bay đúng không? Mà vì em thích máy bay cơ. Bạn Su thích bay lượn trên bầu trời mà. Được, bây giờ chị em cùng nhau làm nhá. Em ai sẽ là người đẹp hơn? Em từ ở trên lông mi trước. À, chị sẽ làm một hạt đỗ trước. Các em ơi, các em xem chị bạn Su nhá. Bạn Su đang... Chị bắt đầu cho vào rồi đấy. Su nhìn thấy chưa? Chị ơi, sao em? Cái lông mi màu gì đây? Em phải tự biết chứ. Thôi em cho cái lông mi màu hồng cũng được. Và Su của chúng ta đang làm bởi vì là đây là máy bay mà, nên em cứ cho sặc sỡ màu sắc vào cho đẹp. Bởi vì cái này cũng hơi khó các em ạ, bởi vì bọn chị lại còn hạn chế màu ấy, chỉ có 5 màu thôi. Ôi mà cái tranh này hơi khó ấy nhá. Em lấy một cái lông mi rồi thêm một cái thứ hai. Khó cậy quá. Khó cậy thì khó cậy. Chị đang không cậy được. Em cậy được mà. Các em ơi, bây giờ chị bắt đầu gậy. Sau một hồi vừa rồi, anh quay đi lấy kim cho đấy. Chị đang làm những hạt đỗ đấy. Còn bạn Su, bạn Su đã đến mắt rồi à bạn Su? Vâng. Chị cho em một em. Đây, một em của em đây. Chị sẽ xé hộp nhé. Chị ơi, chị rác của em nhá. Đúng rồi, bởi vì các em ơi, màu đen này là bọn chị chỉ giới hạn thôi. Một các bạn chỉ tô vào mắt tí ấy thôi. Đây đúng không? Thế thì em gậy cả hai mắt đi. Vâng ạ. Xong em tự tô đi. Không lại bảo chị tô hộ em. Chị sẽ nhặt tất cả các hạt đỗ ra trước nha. Em sẽ nhặt con mắt ra trước đây rồi. Đấy. Em sẽ đổ ra. Su có thích làm tranh cát không? Có. Chị thích lắm. Úi trời, chị bắt hộp quá thay rồi chết rồi. Sao vậy? Hồi hộp quá. Chị đã sắp xong rồi đấy, đừng có đùa. Quả này xem hai chị em mình ai sẽ là người có bức tranh cát đẹp nhất nha. Đúng không? Yeah. Wow, cái mắt bên cạnh đó đi em. Em đổ sang cái mắt bên cạnh ấy. Được rồi, cái mắt thứ hai các bạn ơi. Đấy, bạn Su của chúng ta làm rất nhanh luôn. Chị mới được công... Ôi trời hôm nay chị làm thất ra rồi các em ơi. Của chị mới được công mấy quả này thôi mà lâu là lâu luôn ấy. Bởi vì của chị có nhiều hạt quá. Các em ơi, nhìn chưa đẹp đúng không? Bởi vì nó đang lẫn với cái này, yên tâm đi, chốc của chị sẽ là đẹp nhất luôn. Su không bao giờ đẹp bằng của chị đâu. Tất cả đều bằng nhau hết chị ạ. Được rồi, chúng mình sẽ đổ cát ra đằng trước này nhé. Đẹp rồi đấy, của chị bắt đầu đẹp rồi đấy, của Su thế nào? Wow, của Su đẹp đấy. Một em trồng màu hồng. Một tí đấy không sao đâu, bây giờ chị sẽ làm những cái hạt đỗ nhá. Các em nhìn này. Ôi dạ, em bị kim ngược. Em bị kim ngược ạ. Đây là hạt đỗ của chị đấy các em. Đây là chu. Em ơi, làm cho cái cát các em phải cẩn thận nhá. Nếu như mà mình bóc cả những cái phần mà mình không tô cùng màu ấy thì nó sẽ rất không đẹp đâu các em. Vì vậy mà chúng ta rất là phải khéo léo. Chúng ta chỉ lên bóc những phần nào là của cái đấy thôi nhá. Đấy, bây giờ chị đang rắc đấy.
rắc màu hồng. Bạn Xu của chúng ta đang rắc màu hồng rồi, chị đã đi đến màu xanh rồi đấy. Rất là đẹp luôn, đúng không? Hạt cát này rất là mịn và sờ rất là thích. Và cái quả này của chị có vẻ rất là tốn cát luôn. Bạn Xu của chúng ta làm rất là nhanh luôn. Bởi vì chị không ai lại chọn cái bước này nữa, chị tiếc quá. Bạn Xu đã chọn bước đấy thì là thông minh. Nhờ Xu ơi, sao Xu không nói gì vậy? Xu mải làm quá. Xu còn mất một lần rồi đấy. Xu phải giới thiệu để cho các bạn cũng biết rằng bức tranh của mình. Các bạn ơi, bây giờ mình ta đến màu đỏ nhé. Đấy, bạn Xu của chúng ta đã đến màu đỏ rồi đấy. Ui, chị của chị giờ đến mắt đây này. Cái mắt của chị to, chị đang chưa biết làm thế nào cả. Thì chị rắc thật nhiều màu đen nhỉ. Thế à, có đẹp không? Đẹp chứ. Chị thử nhé. Bố mình Xu làm đẹp nhá, chị cũng làm đẹp cực kỳ luôn. Làm đều đẹp hơn. Đúng rồi. Đấy, chị em mình sẽ làm những bức tranh thật đẹp đúng không? Đúng rồi. Chị rất là sợ ăn mà chị cứ thích bảo đây là bạn ăn của gia đình tiền. Buồn quá. Em thì chả sợ cái gì hết. Xu không sợ ăn gì đúng không? Đúng rồi, là các em bạn Xu của chúng ta không sợ ăn gì đâu. Còn em là siêu nhân. Đúng rồi, em là siêu nhân thì em biết rồi. Còn chị thì còn gì chị cũng sợ. Bởi vì chị là massage. Đúng rồi. Nhưng mà siêu nhân cũng được siêu thật ấy. Học cũng giỏi. Trời ơi. Chị bác con hơi mạnh tay quá. Đấy, em không biết rằng cái con của chị á, nó bị nhiều cái chỗ nhỏ nhỏ. Nó không như con của em. Con của em là nhỏ to. Em có kinh nghiệm. Em đi làm tranh cát nhiều rồi, em có kinh nghiệm. Em chả bảo chị gì cả. Để chị mua cái con này á, khó câu kinh khủng luôn. Đấy, của em sắp xong rồi mà của chị chưa xong. Của xanh nó biển. Từ từ để chị lấy thôi. Mai sẵn này cho các bạn. Trời ơi, cái chỗ này thật nó. Qua đi nào, đẹp đấy. Chú gì cũng đã có kinh nghiệm rồi đấy các em. Chị... xong rồi, đổ chú nhiều quá quá à. Ở đấy, đúng rồi đấy. Thấy chưa? Thế nên chị bảo em là tại sao cái chỗ cái thân của máy bay em không làm 7 màu nó đẹp hơn đúng không? Bởi vì cái thân này là 7 màu rồi. Nhưng mà cái thân này làm thì cái thân nó đẹp hơn này. Ủa chị đến nơi rồi đấy, đừng có đâu à. Nhưng mà em muốn làm kèo léo nên là em phải làm chậm. Chị phải to lên rồi đấy. Ủa chị em phải to mà. Thì lúc nào chị chạy thì chúng mình chạy bằng nhau. Lúc nào chúng mình chạy bằng nhau. Siêu nhân cái gì chả giỏi hơn chị. Không. Đúng không? Hi. Trời ơi, con ong của tôi. À, con kiến của tôi. Sao đây chị bị nhịu ấy. Toàn nhầm lên là con ong thôi. Bởi vì hôm trước chị cũng đi làm một bức tranh cát hình con ong. Bây giờ chị cũng ăn là con ong. Nhưng con này hơi bị xấu mất rồi. Hôm nay chị làm không được đẹp lắm. Xanh là cây. À, bảo siêu nhân của chúng ta bắt đầu có kinh nghiệm rồi các em ơi. Xanh ra trời. Bắt đầu bây giờ mới kết hợp và từ đầu không kết hợp đi. Nhìn chị lên nè. Các em ơi, các em nhìn chú kiến của chị xinh à. Rất là nhiều màu sắc nhá. Chị kết hợp, mỗi tội trên cái cánh tay của bạn ấy, chỗ mặt này nó hơi bị hơi vào nhau. Chị ơi, chị to lên đi. Siêu nhân bắt đầu. Ôi, em ơi, một điều rất là thú vị nhá. Tất cả những cái cát của chị đổ ra đây, các em nhìn này, đã thành những màu rất đẹp. Cái này mình cũng có thể trang trí được vào đây, đúng không? Đó. Nó chỉ lấy một ít màu ra thôi. Đấy, không. Bây giờ chị sẽ có thể cho được. Wow, siêu nhân bây giờ cho đủ các sắc màu luôn. Wow. Đúng rồi đấy nha, siêu nhân làm thế mới đẹp đấy. Các em ơi, chị đã khắc phục bằng cái đoạn này của chị bằng như thế này đấy. Chị đã gửi những cái cát màu xanh ra và chị cho một viền đen vào đây. Đỡ hơn đúng không em? Bây giờ chị phải cố gắng khắc phục thôi. Wow, của siêu nhân cũng đẹp rồi đấy. Còn cái đầu này nữa này. Thì lên to chưa? Ôi nhưng các em ơi, chị phải công nhận là cái chỗ này của bạn siêu nhân đẹp quá. Sao ban đầu chị không nghĩ ra nhở? Ôi, bị ra cả lõi thế này. Chị lấy lại lõi thế này. Ừ. Thế này thì em cho một màu thôi cho đẹp. Xem này, xung quanh em cho 7 màu nhưng mà xung cái chỗ này thì cho một màu thôi. Thì nó sẽ nổi bật hơn đấy. Thế này, cái giữa này em chưa cho này. Cái giữa này cho màu vàng là đẹp ấy. Cái chỗ này em sẽ cho màu này.
Ừ đúng rồi đấy. Các em ơi, khi mà cát mình đổ ra này, nó kết hợp lại thành màu xinh đẹp cực. Chắc là chị sẽ dùng cái màu này. Wow, các em ơi, đây là thành quả cuối cùng của chị và bạn siêu nhân á. Các em thử thấy bức của chị đẹp hay của bạn siêu nhân đẹp? Của ai đẹp nhỉ? Của chị đẹp hơn. Đấy, hai chị em đều nói tranh nhau không biết ai là đẹp hơn. Bây giờ nhờ tất cả các bạn xem là mình sẽ là ai sẽ là người đẹp nhất nhá. Cái cánh này. Ồ, cái cánh này này. Đúng rồi, màu của chị cũng đẹp mà, của siêu nhân cũng đẹp. Chị thích nhất cái đoạn này của siêu nhân này. Đấy. Nhờ, đoạn đây phối màu đẹp. Có. Cái chung phối màu ấy đẹp, cái đoạn này đáng em phối màu nó thì đẹp em. Em sẽ chắc tiếp nhá, em sẽ xong. Em còn cái gì nữa? Màu sắc hơn đúng không? Thôi xua, bây giờ chào các bạn đi. Chào tất cả các bạn. À, hay là mình tưởng tượng về màu trắng đi. Ừ, đúng rồi. À, chúng mình cùng nhau chào tất cả các bạn nào. Xong rồi chúng mình cùng nhau á, đi chơi thôi. Ui, đừng bị ngứa. Sao phải đẹp thế? Ừ, khát. Ui, nhưng mà em có đừng ngứa lên đâu. Đừng ngứa đấy. Đúng rồi. Nào, chúng mình chào tất cả các bạn đi. Chào tất cả các bạn. Các bạn hãy xem và ủng hộ cho mình. Ờ, không sao đâu. Và ủng hộ cho mình và tôi những tranh cát thật đẹp như mình nha. Em ơi, cũng mua tranh cát để làm tranh cát đẹp nhất của chị nhá. Của chị đẹp. Của chị xấu. Của chị đẹp.